Chào các bạn, mình là Rách. Hôm nay mình sẽ đi thả diều. Xanh nè, màu hồng nè, màu tím nè, màu trắng nè, màu cam nè các bạn. Có mấy quả bong bóng Sonic? Tổng cộng là 5 quả. Màu Sonic thả diều rồi các bạn. Giờ mình sẽ kéo bong bóng xuống để cho các bạn xem nha. Bóng màu gì đây Sonic? Bóng màu xanh lá cây. Green. Yeah. Nhiều quá, kéo xuống tiếp đi. Con này màu gì Sonic? Màu xanh dương. Tiếng Anh là gì? Blue. Chờ mình chích nha. Bóng này màu gì? Bóng này màu hồng. Tiếng Anh là gì? Pink. Giờ mình sẽ chích nha. Quả này quả màu gì? Màu tím. Tiếng Anh nó là purple. Yeah. Wow, còn mấy quả nữa Sonic? Còn có 2 quả nữa. Tiếp tục đi Sonic. Quả bóng này màu gì? Màu trắng. Tiếng Anh của nó là white. Yeah. Wow. Cuối cùng màu gì Sonic? Màu cam. Tiếng Anh của nó là orange. Quả trứng gì đây Sonic? Quả trứng màu cam, nó tên tiếng Anh màu cam là orange. À, một quả trứng nữa. Wow, quả trứng màu vàng nè. Màu vàng nãy gì Sonic? Yellow. Oh yeah. À, Sonic được mấy quả rồi? 3 quả, mình tới đằng kia nhé. Rồi, bắt đầu Sonic đi tiếp nào. Ở đây nhiều trứng quá. Vậy hả? Lại đây. Ồ, nhiều quá vậy. Wow. Mấy quả trứng? Đây là 6 quả trứng. Quả trứng này có nhiều màu sắc quá ta. Màu gì Sonic? Màu đỏ, màu xanh lá cây, màu trắng. Trời ơi, xúc xích gom vô đi. Màu xanh lá cây green. Màu đỏ red. Còn màu trắng five, six, seven, eight, nine.
the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Wow, that's quite a lot here, my friend. Skip to my loo, skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar. Sáu xuống đấy coi, bốn con khủng long à. Giờ mình sẽ bắt mấy con khủng long này ra nha các bạn. Ồ, xuống đấy bắt khủng long ra đi. Khủng long gì đây xuống đấy? Khủng long bảo chúa. Đây nha. Khủng long gì vậy xuống đấy? Đây con khủng long T-Rex. T-Rex hả? Ờ, giơ lên cho các bạn xem coi. Miệng nó bự quá. Nó xuống đây. Con này cũng là con T-Rex nhưng mà nó nhỏ, nó yếu hơn con kia. T-Rex này màu gì? Con T-Rex này nó màu xanh lá cây. Con này con gì xuống đấy? Con khủng long cỏ. Đâu, dơ lên cho các bạn xem đi. Dơ lên, dơ ngang ra. Nó hơn ăn cỏ. Khủng long cỏ đấy các bạn. Cá sấu. Mạnh bét. Đâu, cá sấu đâu. Wow, cá sấu này bự quá. Cá sấu này cũng mạnh lắm chứ. Mạnh không? Nó quất một cái là bay á. Bự nè. Wow, hôm nay Surik đã săn được rất là nhiều trứng và trứng khổng lồ và có những con khủng long bên trong nữa. Tuyệt vời. Surik tổng kết coi, tổng cộng được mấy trái trứng, mấy quả trứng con? 9 quả trứng. 9 quả trứng hả? Wow, những quả trứng rất là nhiều màu sắc, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng. Rick có những cái con khủng long nào, Rick cầm lên Rick nói đi. Centipede. Wow, con rết to quá các bạn ơi. Rồi, Surik. À, đằng kia có con gì kia. Đợi, bay với Surik. Wow, con này con gì Surik? Con này con mỏ xít. Stink bug. Giờ cho bạn xem đâu. Wow, mỏ xít màu gì bự đấy? Màu cam. Nó màu cam tiếng Anh là gì? Orange. À, hay quá. Stink bug.
tiếp nào. Ai con gì kìa? Đâu sô rích? Locust. Con châu chấu. Châu chấu à, màu xanh. Con châu chấu màu gì? Màu xanh lá cây. Đâu rích dơ đi cho các bạn xem coi. Wow, châu chấu bự quá. Đi tiếp nào. Worm. Sâu vậy mập lù vậy. Các bạn. Đâu, số đích dơ lên coi. Wow, sâu đẹp quá. Sâu màu gì số đích? Sâu màu green. Rồi, con gì số đích? Con này con bọ cánh cam. Ladybug. Bọ cánh cam gì bự vậy? Đẹp quá. Không giờ cho các bạn coi. Bỏ vô đi. Đi tiếp nè. Dragonfly. Con chuồn chuồn nữa các bạn. Chuồn đẹp quá. Con gì đây xuống đấy? Con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn này các bạn. Giờ lên cho các bạn xem xuống đấy. Chuồn chuồn màu gì? Con chuồn chuồn màu đỏ. Su Rích, đằng đây có một con này. Wow, con ếch. Frog. Con ếch màu gì? Nghe cái tiếng gì lạ lạ. Tiếng gì Su Rích? Các bạn ơi, có một con khủng long chuẩn bị ăn quả trứng. Khủng long ơi, đừng có ăn quả trứng. Ta cho mày ăn kẹo nè. Ta cho mày ăn kẹo nè. Chạy, chạy đi mà ăn kẹo nè. Come on.